Xin chào các bạn, mình là Dung Lê và mình đến từ tiếng Anh y dược Go Global Class. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái tip rất là nhỏ đối với các bạn nào mà chưa thực sự là thành thạo tiếng Anh. Một số bạn nhân viên y tế, bác sĩ và dược sĩ khi mà các bạn chưa có đầy đủ các cái vốn tiếng Anh nhưng mà các bạn vẫn mong muốn là được cập nhật kiến thức hàng ngày. Vậy thì có cách nào để cho chúng ta có thể cập nhật được kiến thức mà khi mà chúng ta không biết tiếng Anh hay không? Thì ngày hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn một tính năng của Google Dịch. Và các bạn sẽ thấy là cái Google Dịch này là một thứ mà các bạn khá là quen thuộc rồi. Tuy nhiên là có những cái tính năng rất là đặc biệt của Google Dịch mà không phải là ai cũng biết được. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình lấy một ví dụ, nếu như các bạn muốn đọc thêm tài liệu về bệnh đái tháo đường chẳng hạn thì các bạn sẽ cần có từ khóa là diabetes và có thể là một cái trang quen thuộc nào đấy mà các bạn hay đọc. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ là diabetes thuộc Mayo Clinic. Các bạn click vào đây. Thì đây chính là cái bài báo mà các bạn muốn tìm đọc. Nhìn chung thì các bạn sẽ thấy là một cái trang web như thế này cũng khá là đầy đủ cho những câu hỏi về mặt cơ bản như là về triệu chứng này, dấu hiệu, triệu chứng, nguyên nhân hay là vai trò của điều trị. Vậy thì với các bạn mà chưa vững về tiếng Anh chuyên ngành thì làm sao mà các bạn có thể đọc hết được những cái tài liệu như thế này? Thì như vậy thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp ngắn hạn, đó là các bạn dùng Google Dịch. Cách đơn giản mà các bạn hay làm là copy toàn bộ cái phần này vào Google Dịch. Thế nhưng cái việc này sẽ mất khá là nhiều thời gian cho các bạn khi mà cần phải copy paste rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa cho bạn một giải pháp khác, đấy là các bạn thay vì copy từng từ, từng đoạn riêng biệt như thế này, các bạn sẽ copy cái link. Các bạn copy cái link này, sau đấy thì các bạn sang Google Dịch nhé. Một bên các bạn sẽ chọn là ngôn ngữ tiếng Anh và ngôn ngữ muốn dịch là sang tiếng Việt. Và bây giờ các bạn sẽ dán cái link đấy vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là Google Dịch rất là thông minh và Google Dịch sẽ cho mình một cái link đã được dịch sang tiếng Việt rồi. Bây giờ chúng ta thử xem là cái link này sẽ như thế nào nhé. Các bạn click vào đây. Rồi, và các bạn sẽ thấy là Google Dịch sẽ giúp cho chúng ta là dịch toàn bộ những cái từ có trong cái trang gốc của tiếng Anh và dịch hoàn toàn sang tiếng Việt cho các bạn. Thì các bạn sẽ thấy là ở đây các bạn sẽ không cần phải mất thời gian để các bạn copy paste từng đoạn một nữa, mà giờ đây các bạn có thể xem toàn bộ cái giao diện của tiếng Anh và chuyển tương đương sang tiếng Việt rồi. Đó, và các cái link này các bạn cũng hoàn toàn có thể click vào được. Rồi các bạn có thấy Google Dịch của chúng ta tuyệt vời không ạ? Đó. Vậy thì ngoài cái link web như thế này ra thì Google Dịch còn làm được cái tính năng nào khác nữa không? Thì bây giờ mình sẽ lấy thêm cho các bạn một ví dụ khác nữa là hiện tại thì mình đang có một cái file thông tin thuốc. Mình lấy ví dụ một cái file bất kỳ bằng PDF của các bạn nhé. Cái file này thì mình lấy ở trên FDA. Đó thì bây giờ mình thấy là cái thông tin của cái thuốc này nó khá là dài, nó hơn 35 trang cơ. Thế nhưng mà mình không có đủ thời gian để mình ngồi đọc bởi vì là tiếng Anh của mình không tốt, ví dụ chẳng hạn là như vậy. Thì các bạn tương tự như vậy, các bạn cũng copy cái link file PDF nhé. Các bạn copy cái link này, sau đó các bạn cũng dùng Google Dịch. Đó, và một lần nữa thì các bạn hãy xem là Google Dịch của chúng ta sẽ làm được cái gì. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần đợi một vài giây thôi thì Google Dịch sẽ giúp các bạn mở ra toàn bộ hơn 35 trang tiếng Anh này sang tiếng Việt cho các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy là sẽ dịch hoàn toàn sang tiếng Việt cho các bạn. Đó, vậy thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là với cái tiếng Việt như thế này các bạn có thể nhìn qua một lượt rất là nhanh và các bạn có thể nắm bắt được các ý chính của file PDF này nói về những cái gì. Và đối với phần nào mà các bạn muốn đọc sâu hơn thì các bạn có thể xem cái phần đó hoặc là đối chiếu cái bản dịch của cái phần tương ứng trong tiếng Anh. Biết được cái kỹ năng này, cái tip này thì các bạn đã dịch tài liệu nhanh hơn rất là nhiều rồi và cũng rất là hữu ích cho một số anh chị mà có thể là tiếng Anh của chúng ta chưa vững lắm thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta cập nhật được tài liệu và vẫn có thể đọc được một số cái tài liệu chuyên ngành mà các anh chị mong muốn. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cũng có một số cái điểm yếu như sau. Thứ nhất là đối với các cái phần giao diện thì có thể là Google Dịch chuyển sang thì nó sẽ không được như là cái format của bản gốc, thì nó sẽ không đẹp bằng cái bản gốc một chút.
Và cái phần thứ hai nữa là mặc dù đây là một cái giải pháp rất là hữu ích cho mọi người, tuy nhiên thì Google Dịch dù sao thì nó là dùng máy tính đúng không ạ? Và nó sẽ dịch tự động cho bạn, cho nên là có rất nhiều từ vựng chuyên ngành sâu thì Google Dịch không thể nào giúp được các bạn. Cho nên là đây là một giải pháp mà mình nghĩ là có thể dùng ngay và ngắn hạn. Tuy nhiên thì nếu các bạn mong muốn là đọc dịch sâu hơn và chắc chắn hơn thì các bạn có thể học tiếng Anh chuyên ngành một cách bài bản hơn, thì các bạn sẽ đọc dịch được tài liệu. Đó, mình hy vọng là cái tip này sẽ giúp cho các anh chị và các bạn có thể cập nhật được rất nhiều kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành của mình. Và nếu như các anh chị muốn đọc thêm các cái tài liệu, các cái video, xem thêm các video khác nữa thì các anh chị có thể vào ở website tiengAnhYDuoc.vn để xem thêm các video hữu ích khác nhé. Rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video này, và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.